Chào tạm biệt quý vị anh chị em nhé. Thì hôm nay shop xin giới thiệu với quý vị anh chị em một cái mẫu giá đỡ uốn trục nóng nhé quý vị anh chị em nhé. Đây, đây là cái giá đỡ đấy. Thì khi chúng ta uốn những cái form đầu sát sát chân tóc nhé, thì nó sẽ rất hay, khách hàng của mình sẽ rất hay bị nóng da đầu này. Chúng ta sẽ sử dụng cái giá đỡ này. Anh chị em chú ý này, khi mà chúng ta sử dụng này, chúng ta nên móc vào trong tóc nhé quý vị anh chị em nhé. Móc xuyên qua tóc như này nhé. Thì chúng ta đặt trục lên thì trục cái giá đỡ vào cái trục của chúng ta sẽ không bao giờ bị tuột. Chứ anh chị em đừng có đặt ở bên ngoài, chúng ta đặt này sẽ không ok đâu. Em quay hẳn về sau. Đấy, chúng ta sẽ móc vào tóc này này. Đấy, xong lật ngược lên. Thì đảm bảo là sẽ không bao giờ bị nóng da đầu khách nhá. Và thao tác rất là đơn giản luôn. Một bộ của nó thì gồm có 30 cái giá đỡ này quý vị anh chị em nhé. Có thể đổ uốn cho 1 đến 2 đầu ạ. Nhắc lại thêm một lần nữa cho quý vị anh chị em nhé. Khi chúng ta sử dụng này, chúng ta sẽ móc vào bên trong tóc này, đặt ngửa nó lên. Đấy. Cái nhựa này là nhựa cao cấp nhá, nên là cái độ nóng của cái trục này sẽ không hoàn toàn không ảnh hưởng một tí nào đến cái giá đỡ này đâu nhá, sẽ không bị chảy nhựa trong quá trình sử dụng đâu nhá. Cách nhiệt rất là tốt nha quý vị anh chị.